Thưa quý vị, phụ nữ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 vừa uyên bác thông tuệ lại vừa năng động và giỏi giang. Liệu rằng những ưu điểm này có thể giúp cho họ có được cuộc sống hạnh phúc trong năm 2022? Vận trình sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng ra sao bởi sao thủy diệu và hạn toán tận? Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video ngay sau đây với sự trợ duyên tư vấn bởi thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Canh Tý năm 2022, nữ mạng sinh năm 1960, tuổi âm lịch 63 tuổi, sao chiếu mệnh thủy diệu, bán cát, bán hung, mệnh bích thượng thổ, thổ sinh kim, tốt, địa chi tuổi, tuổi Tý với tuổi Dần, bình hòa, thiên can tuổi, canh, gặp năm nhâm, tương sinh, rất tốt. Phụ nữ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, vừa uyên bác, thông tuệ, vừa năng động, giỏi giang. Liệu những ưu điểm này có thể giúp cho họ có được cuộc sống hạnh phúc trong năm 2022? Vận trình sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng ra sao bởi sao thủy diệu và hạn toán tận? Mời quý bạn cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý năm 2022, nữ mạng. Canh Tý, lương thượng chi thử, chuột trên xà, sinh năm 1960, mệnh bích thượng thổ, tức là đất tò vò. Phụ nữ mệnh thổ hiền lành, nết na, được nhiều người quý mến. Xét theo phong thủy bát trạch, nữ mệnh tuổi này thuộc cung khôn, tây tứ mệnh. Phụ nữ Canh Tý 1960 sẽ tròn 63 tuổi, đã tính cả tuổi mụ trong năm 2022. Nếu tính theo âm lịch, năm 2022 ứng với nhâm dần thuộc kết nạp âm kim bạch kim, có nghĩa là vàng pha bạc. Hãy cùng xét mối quan hệ giữa năm sinh của mệnh chủ và năm nhâm dần để dự đoán vận khí của họ sắp tới. Canh Tý có nạp âm thuộc thổ mà nhâm dần lại thuộc kim. Trong quy tắc ngũ hành tương sinh, thổ phù sinh cho kim. Điều này thể hiện mối quan hệ cắt lành giữa hai ngũ hành nạp âm. Xét theo thiên can, can canh thuộc kim cũng có mối quan hệ tương sinh với can nhâm thuộc thổ, khá may mắn. Mức độ hòa hợp giữa tuổi Tý và tuổi Dần ở mức bình hòa. Như vậy, tổng quan năm 2022 tương đối thuận buồm xuôi gió cát tường đối với tuổi Canh Tý nữ mệnh. Nếu nắm bắt được thời vận, bản mệnh có thể làm nên thành công lớn trong sự nghiệp, vận khí về tài lộc cũng thăng hoa, mang đến nhiều cơ hội làm ăn béo bở. Tuy rằng, tình cảm và sức khỏe vẫn xảy ra một vài trục trặc nho nhỏ, nhưng họ vẫn có thể dễ dàng vượt qua. Để cho vận trình năm được thuận buồm xuôi gió, những gia chủ tuổi Canh Tý cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy hàng đầu để hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình thái tuế tinh quân của năm 2022 nhâm dần là hạ ngạc đại tướng quân. Mặt sau có khắc lệnh phù thái tuế, mang theo kim bài thái tuế bên mình để nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn xui xẻo trong năm 2022 nhâm dần. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Canh Tý trên các phương diện. Sau đây là những luận giải chi tiết về sự nghiệp, tình cảm, gia đình, tài lộc và sức khỏe của phụ nữ tuổi Canh Tý trong năm nhâm dần. Công việc sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của phụ nữ tuổi Canh Tý có nhiều tiến triển tích cực trong năm 2022. Đây sẽ là một năm đầy hứa hẹn đối với những dự định mà họ đang ấp ủ bấy lâu. Nếu họ quyết tâm thực hiện kế hoạch của bản thân thì có thể gặt hái được thành công lớn ngoài mong đợi. Trong quá trình chinh phục đỉnh vinh quang, họ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách ngăn cản. Chỉ cần bền lòng, vững chí thì không nguyện vọng nào là không thể trở thành hiện thực. Mưu trí, thông minh là những yếu tố làm nên thành công sự nghiệp của phụ nữ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng được đánh giá là người nhiệt huyết, luôn chủ động trong công việc. Họ luôn được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng, nên cơ hội được thăng quan tiến chức là rất cao. Nhờ có tài năng giao tiếp khôn khéo, họ có thể duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp. Tình duyên, chuyện tình cảm của phụ nữ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 không có nhiều thay đổi trong năm 2022. Dù đôi khi vẫn xảy ra một vài trục trặc nhỏ, nhưng mọi chuyện đều sẽ nhanh chóng được thu xếp vẹn toàn. Sự bất đồng quan điểm giữa các thành viên trong gia đình có thể được dễ dàng hóa giải, sau đó tình cảm gia đình vẫn trở lại bình yên, hạnh phúc như ban đầu. Những người phụ nữ tuổi Canh Tý hiền lương thục đức, luôn hết lòng chăm lo cho chồng con. Sự dịu dàng của họ mang đến bầu không khí thoải mái, ấm áp trong gia đình. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của người bạn đời và con cái. Khi có mâu thuẫn xảy ra, họ là người đứng ra giải hòa, điều hòa lại mối quan hệ giữa những người thân. Tài lộc. Vào năm 2022, vận khí trong vấn đề tài lộc của tuổi Canh Tý nữ mệnh sẽ vô cùng khởi sắc. Những cơ hội làm ăn kéo đến ngày một nhiều, mang đến nguồn lợi nhuận dồi dào, khối tài sản của họ có thể sẽ tăng lên một cách nhanh chóng. Tuy rằng có tài lộc hanh thông, nhưng phụ nữ tuổi Canh Tý vẫn phải đề phòng với các nguy cơ gây tổn thất tài chính.
Để đảm bảo quyền lợi trong các giao dịch làm ăn, hãy cố gắng nghiên cứu hợp đồng thật kỹ lưỡng. Thay vì mang tiền đi đầu tư, thì họ cũng có thể lập tài khoản tiết kiệm để phòng khi trường hợp bất đắc dĩ xảy ra. Để cho vận trình tài lộc và sự nghiệp được may mắn hanh thông, cũng như để tránh thất thoát tiền bạc, những gia chủ tuổi Canh Tý cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo pháp khí bên mình để luôn được may mắn và bình an. Sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mệnh khá ổn định trong năm 2022. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều vì đau ốm bệnh tật. Bên cạnh đó, phụ nữ tuổi Canh Tý cũng nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, hợp vệ sinh. Các bài tập thể dục thể thao cường độ mạnh không còn phù hợp với họ nữa. Thay vào đó, thiền định hoặc tập dưỡng sinh sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của người già. Xem sao hạn của tuổi Canh Tý nữ mạng trong năm 2022. Sau đây là những thông tin chi tiết về sao chiếu mệnh, hạn niên mệnh của người nữ tuổi Canh Tý trong năm 2022. Sao chiếu mệnh, vận số của phụ nữ Canh Tý sinh năm 1960 sẽ chịu ảnh hưởng bởi sao Thủy Diệu trong năm 2022. Trong cửu diệu niên hạn, sao này mang đến nhiều điều cát lành, đặc biệt là về tài lộc. Chính vì thế bản mệnh dễ tích lũy được của cải trong nhà, cuộc sống ngày một thịnh vượng, an khang, con đường công danh sự nghiệp cũng rộng mở, có cơ hội được cấp trên đề bạt thăng chức. Thế nhưng sao Thủy Diệu cũng có thể khiến cho tuổi Canh Tý nữ mệnh vướng phải một số chuyện thị phi, tranh cãi. Họ có thể dễ bị mọi người xung quanh hiểu lầm bởi những lời nói không cần ngôn. Hạn tuổi. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 nữ mệnh sẽ phải đối mặt với hạn toán tận. Đây là niên hạn chủ yếu hao tốn về tiền bạc, tài sản, khó dự đoán trước. Tuy rằng niên hạn có ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn, nhưng nữ giới vẫn cần phải đề phòng cẩn thận. Sự tổn thất về mặt tài chính có thể là do bị kẻ gian lấy trộm hoặc bị thua lỗ khi đầu tư. Tài sản cá nhân của phụ nữ tuổi Canh Tý dễ bị kẻ trộm nhòm ngó, chỉ cần một phút lơ là, mất cảnh giác, vật dụng của bản mệnh sẽ không cánh mà bay. Việc đầu tư hoặc là góp vốn làm ăn với người khác cũng dễ gặp phải trục trặc bất ngờ, cần phải suy tính cẩn trọng để tránh mắc sai lầm. Hóa giải sao hạn. Có nhiều phương pháp để giảm bớt những khó khăn do sao Thủy Diệu và hạn toán tận gây ra. Năm này, phụ nữ tuổi Canh Tý nên đề cao cảnh giác bảo quản tài sản cá nhân ở nơi công cộng, cần phải giữ tỉnh táo trong các giao dịch làm ăn với người khác để tránh bị lợi dụng. Nữ mệnh tuổi Canh Tý trong năm 2022 này cũng cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành xử thật khéo léo trong các mối quan hệ xã hội. Nếu chẳng may bị người khác hiểu lầm, hãy giữ thái độ bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề thấu tình, đạt lý. Để giải hạn tuổi, người xưa thường làm lễ cúng sao đầu năm. Nghi lễ không cần phải tổ chức long trọng mà chỉ cần mệnh chủ tín tâm là đủ. Bên cạnh đó, quý gia chủ cũng nên mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý thần, thân, tí, thìn. Pháp khí được chế tác dựa vào bộ tam hợp quý nhân của gia chủ tuổi Canh Tý. Khi mang theo vòng bên mình sẽ hóa giải được những thị phi, tiểu nhân hãm hại, những lời điều tiếng xấu ảnh hưởng đến tài lộc và gia đạo của bản thân. Luận tử vi tuổi Canh Tý năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, năm 2022 được coi là một trong những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời phụ nữ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Vận số của họ sẽ thay đổi theo từng tháng trong năm Nhâm Dần như sau. Tháng 1, tình cảm gia đình an ấm, yên vui, tâm trạng thanh thản, vui vẻ. Tháng 2, vận may trong công việc làm ăn, gia đình tài lộc chỉ ở mức độ bình thường. Tháng 3, có nhiều may mắn trong vấn đề tài lộc, công danh hiển đạt. Tháng 4, cuộc sống bình an vô sự, không phải bận tâm bởi chuyện gì. Tháng 5, vận khí về tiền tài có dấu hiệu chững lại, cẩn trọng các giao dịch làm ăn. Tháng 6, gặp nhiều trở ngại, không nên đưa ra quyết định quan trọng trong khoảng thời gian này. Tháng 7, tài lộc vượng phát, cuộc sống gia đình an khang thịnh vượng. Tháng 8, phúc khí dồi dào, vạn sự như ý, tiến hành đại sự thì dễ thành công, thu được nhiều lợi nhuận. Tháng 9, tình hình tài chính ổn định, công việc gặp nhiều kết quả tốt đẹp. Tháng 10, sức khỏe dồi dào, tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Tháng 11, tài vận có phần kém đi chút đỉnh, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tháng 12, nên chú ý giữ gìn sức khỏe để phòng ngừa bệnh tật, gia đạo tiền bạc duy trì ở mức bình thường. Trong năm 2022, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mệnh đón nhận nhiều tin vui hơn là nỗi buồn. Tuy rằng con đường sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, nhưng vẫn phải đề phòng vài vấn đề liên quan đến tình cảm và sức khỏe có thể xảy ra. Mong rằng nội dung này đã giúp cho quý bạn hiểu rõ hơn về sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe của phụ nữ tuổi Canh Tý trong năm Nhâm Dần.
Thưa quý vị, trên đây chính là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mệnh trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960 nữ mệnh, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước hơn trong năm 2022 đầy hứa hẹn tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống.